Chú ở đây chờ tôi, tôi vô thăm mọi người một chút rồi mình về. Dạ. Chào em. Anh Đạt. Anh anh mới tới. Anh tới có chuyện gì không? Hay là anh muốn ăn bánh? Anh ăn bánh gì nữa đi, em lấy cho. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu. Tự nhiên tôi cảm thấy nhớ mọi người cho nên tới thăm thôi. Dạ, anh nhớ mọi người hả? Thầy đâu rồi? Ba em hả? Ba em đi dạo rồi. Ngày mai á là ngày thi, mà mỗi lần á có chuyện gì ba em cần suy nghĩ là ba đi dạo hả? Thầy tổ chức thi hả? Trời ơi, thôi mệt lắm anh ơi. Không hiểu ba em suy nghĩ cái gì nữa. Mà tự nhiên à, mấy đứa học việc ở đây nè, ba em á tổ chức cho mấy đứa thi với nhau. Thiệt tình á, không hiểu gì hết luôn á. Mà thôi, bây giờ á, anh đợi em nghe. Để em kêu ba em về nghe. Thôi khỏi đi. Tôi sợ làm phiền thầy. Thôi, không có phiền gì hết á. Chắc là ba em đi dạo ở gần đây nè. Anh vô ngồi đợi em chút xíu đi. Lại ngồi đi, em về liền. Được rồi. Con nên tin tưởng vô bản thân mình. Thầy mong con nhìn ra được khả năng của bản thân con như thầy nhìn thấy được. Khả năng của mình là cái gì chứ? Sao mình suy nghĩ hoài mà cũng không biết khả năng của mình là cái gì? Hình như có mùi khét. Chết cha! Mẹ bánh của mình! Yeah.
Trời đất ơi, hư bột hư đường hết trơn rồi. Cậu có sao không? Dạ, dạ không sao đâu. Chỉ là... Sao vậy? Cậu nhóc này, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Tôi hỏi cậu có sao không? Sao chú lại ở đây? Gia Bảo, còn chú quên những gì tôi đã nói với chú rồi sao? Tại sao chú còn tới đây nữa? Tại anh Đạt muốn tới đây thăm thầy Phan. Ba tôi đang ở đây à? Anh Đạt ơi, anh Đạt. Ủa? Ủa mới đây mà. Mới đây mà, giờ mất tiêu rồi. Nè, em có chắc là anh Đạt tới thăm tụi mình hay là em nằm mơ đó? Gì? Anh vô duyên vừa phải thôi. Ý là anh nói em già mày lẫn hả? Rõ ràng là em đứng ở đây nói chuyện với anh Đạt, rồi em nói em chạy đi tìm ba, rồi sao vậy tự nhiên mất tiêu à? Đâu rồi ta? Quân, con có thấy người đàn ông nào từ cửa tiệm mình đi ra không? Mà người đàn ông này nè, đẹp trai dữ lắm, khôi ngô tuấn tú, phong cách đỉnh đạt, con có thấy không? Cái người trung niên mặc đồ vest đen con có thấy không? Dạ không thưa cô. Nhưng mà con thấy có chiếc xe hơi đậu bên ngoài. Đó, xe đậu bên ngoài là xe của anh Đạt đó. Em đâu có nói xài đâu. Hay là anh đang ở trong phòng làm bánh? Chắc vậy đó. Cậu là thợ học việc ở đây hả? Dạ phải. Hồi đó khi tôi học làm bánh, nướng bánh, cũng nhiều lần bị cháy như vậy lắm. Nếu sai sót trong khâu nhào bột hay là lỡ tay nướng bánh quá lâu thì bánh sẽ bị khô và cháy đen. Hay trong trường hợp nướng bánh quá nhanh ở nhiệt độ cao thì bánh cũng sẽ dễ bị nứt. Cho nên phải luôn nhớ điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp, lúc nào cao, lúc nào thấp, tùy theo kích cỡ của các loại bánh. Dạ. Nếu chưa quen thì thực sự không dễ làm chút nào đâu. Dạ. Dạ thưa chú, có chuyện này con muốn hỏi. Nếu mà bánh bị khô và nứt thì mình phải khắc phục như thế nào ạ? Cái đó cần phải bổ sung độ ẩm đã bị mất do nhiệt độ bên trong lò nướng. Phải cố gắng tìm hiểu thử coi làm sao để giữ được độ ẩm và nhiệt độ sao cho phù hợp. Cái gì mà mình tự tìm hiểu được, đó thực sự mới là kinh nghiệm. Dạ, con hiểu rồi ạ. Nè, người cậu dính toàn bột mì không? Tên của cậu là gì? Dạ, chú cứ gọi con là nhóc được rồi. Tên thật của con... xấu lắm chú ơi. Cậu có đôi mắt rất sáng, nhưng không biết bánh của cậu làm ra có mùi vị như thế nào. Phải cố gắng hết sức. Dạ. Thôi được rồi, cậu làm việc tiếp đi, tôi đi trước đây. Con sẽ luôn luôn nhớ mãi những gì mà tổng giám đốc dạy, con sẽ không bao giờ quên. Chúc chú tổng giám đốc luôn khỏe mạnh,
và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc cậu luôn thành công. Ủa, anh Đạt, anh ở đây đó hả? Trời ơi, cái gì mà tùm lum vậy nè. Thôi lên nhà trên đi anh. Dạ. Mời anh. Ra anh ở trong này. Anh nói chung quen là. Ủa, à, tôi giới thiệu với anh, đây á là Minh Quân. Cháu nó cũng học việc ở tiệm bánh này. À, cháu nó học ở bên Hàn Quốc mới về. Con còn trẻ vậy á, chứ mà cũng có tài năng lắm. Giới thiệu giúp con, đây á là tổng giám đốc công ty cổ phần thực phẩm Thành Phát đó. Chào cậu. Dạ. Dạ chào chú. Em đi tìm ba không có thấy. Rồi em sợ anh chờ ba lâu quá nên mới kêu chồng em ra nói chuyện với anh. Thôi bây giờ hai người uống trà đi nha. Đợi ba về. Thôi được rồi, cảm ơn em. Nhưng mà tôi phải về. Ủa, mới tới sao về lẹ vậy anh? Ủa, sao vậy? Anh không muốn gặp mặt ba luôn hả? Gặp mặt hai người là được rồi. Với lại ngày mai là bắt đầu thi. Chắc là thầy phải lo lắng lắm. Tôi cũng không nên làm phiền thầy. Thôi thôi thôi, không có phiền gì hết á. Lâu rồi em mới gặp anh mà. Với lại khó khăn lắm anh mới lên nhà tụi em. Ở chơi lâu lâu nghe anh. Vậy là ngày mai cậu cũng dự thi hả? Dạ. Cố gắng lên. Xin phép anh chị. Vậy anh về cẩn thận. Mời anh. Anh về, tạm biệt anh. Cảm ơn anh. Hôm nào rảnh thì nhớ lên nhà em chơi nha. Dạ. Anh Đạt ơi, em cứ nghĩ anh ở chơi với thầy lâu hơn. Thầy đang bận cho nên tôi không có gặp thầy. Con sẽ luôn luôn nhớ mãi những gì mà tổng giám đốc dạy. Con sẽ không bao giờ quên. Chúc chú tổng giám đốc luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Lạ thật, sao thằng bé biết mình là tổng giám đốc chứ? Có chuyện gì vậy thưa anh? Tôi mới gặp một cậu bé và nói chuyện